Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 2 cũng là tập kết của bộ truyện Oán hận 100 năm, đồng tác giả Lê Quyên và em Nguyễn Tân. Ở tập trước, chúng ta đã biết một đoạn đời trước của nội dung ân oán này, đó là Hà Thu cũng như là Hà Anh, hai chị em cùng cha khác mẹ. Hà Thu rất là ganh ghét Hà Anh, đã ám hại Hà Anh nhưng đã được Trần Minh cứu giúp. Sau đó thì hai bên gia đình đã có ý định cho Trần Minh và Hà Anh đến với nhau trở thành vợ chồng. Tuy nhiên, điều này đã khiến cho Trần Thu khó chịu. Cô muốn Trần Minh là của mình mới đúng. Thành thử ra, cô sẽ tung âm mưu của mình ra. Và ở trong tập 2 này, chúng ta sẽ biết được âm mưu kế tiếp để mà phá hoại cuộc tình giữa Trần Minh và Hà Anh như thế nào. Ngoài ra, chúng ta sẽ biết thêm được kết truyện của truyện này ra sao. Và ngay sau đây, Khôi xin kính mời quý cô chú anh chị cùng lắng nghe. Hai hôm sau, ông Trần dắt con trai sang Đinh phủ nói chuyện. Ông Đinh hay tin Trần Dương qua nhà thì lấy làm bất ngờ và vui mừng. Ông liền cho gia đình gấp rút chuẩn bị trà bánh, đồ ăn thức uống tử tế. Ông Trần bước vào sảnh, ông Đinh vui mừng niềm nở tiếp đón. Đoạn ông Trần nói, ồ chào ông Đinh, lâu rồi không gặp, ông vẫn khỏe chứ? Ờ, dân, tôi vẫn khỏe, mời ông Trần ngồi. Ông Trần ngồi xuống, ông Đinh cười cười nói tiếp, ờ, hôm nay ông Trần đến chắc là có chuyện, không biết là ông có chuyện gì? Ờ, chẳng giấu gì ông, chuyện là thằng con trai nhà tôi có để ý con gái nhà ông, nên tôi muốn qua đây để hỗ trợ cho nó. Nếu gia đình ông đồng ý, thì mình tổ chức cho hai đứa nhỏ cái lễ đính hôn. Ông Đinh nghe vậy, vui mừng lắm, ông liền gật đầu. Ờ, chịu chứ sao không, tôi ưng lắm mà. Nhưng mà nhà tôi có hai đứa con gái, không biết cậu Trần Minh để ý đứa nào. Hà Thu lúc này từ trong bước ra, người hầu theo sau bưng một đĩa bánh ngọt. Hà Thu không để mọi người lên tiếng hỏi, cô ta nhanh miệng nói, con nghe nói hôm nay nhà có khách quý đến, nên con tự tay xuống bếp làm bánh ngọt để tiếp đãi. Hà Thu nhìn qua Trần Minh, cô ta từng nghe đến anh nhưng chưa gặp bao giờ. Hôm nay trông thấy Trần Minh, cô ta đã đứng bất động mất mấy giây. Người đàn ông này có đôi mắt tướng, gương mặt toát lên vẻ chính trực, thân hình dạm dở, đúng thật là tuyệt phẩm. Hà Thu đã chấm Trần Minh ngay cái nhìn đầu tiên. Trần Minh thấy Thu nhìn chăm chú mình, làm anh có chút khó chịu. Anh tránh ánh mắt nhìn đi nơi khác, mong ngóng Hà Anh sẽ xuất hiện. Ông Đinh chưa nhận được câu trả lời từ câu hỏi trước đó, bèn hỏi lại lần nữa. Trần Minh lúc này mới nghe rõ câu hỏi và nói, dạ, người con muốn cưới là Hà Anh, không biết Hà Anh có trong phủ không mà, con muốn gặp cô ấy nói chuyện một lát. Ông Đinh vui vẻ trả lời, Ờ, để ta cho người đưa cậu đi gặp nó. Thu, con dắt cậu Minh đến gặp em con đi. Thu từ lúc nghe Trần Minh nói muốn cưới Hà Anh, trong lòng đã đùng đùng lửa giận, nhưng trước mặt anh, cô ta phải tỏ ra vẻ dịu dàng hiền lành. Cô ta đành nén cơn tức vào bụng, nặn ra một nụ cười ngượng, rồi đưa Trần Minh đi đến biệt viện nơi Hà Anh ở. Hà Anh đang ngồi ở bàn đá cạnh vườn hoa trước cửa phòng của mình để thêu thùa. Gặp được Hà Anh, Trần Minh quay sang kêu Hà Thu có thể đi được rồi. Cô ta tức lắm, nhưng để giữ phép lịch sự và giữ vỏ bọc mình đang cố tạo dựng nên, cô ta đành rời đi. Trong lúc Hà Anh mải mê thêu khăn tay, chưa phát hiện ra sự tồn tại của Trần Minh, anh nhẹ nhàng đi đến gần, tính tạo cho cô bất ngờ. Nhưng cô đã phát hiện ra có người đến. Hà Anh quay lại thấy Trần Minh, cô hốt hoảng đứng dậy lùi ra xa. Cô la lên, này này, sao anh lại đến đây? Tránh xa tôi ra, không tôi la lên đó. Trần Minh nhìn biểu cảm của cô thì cười. Một dòng suy nghĩ hiện lên, hay là hù cô ấy một chút. Trần Minh nở một nụ cười có chút gian manh. Em cô la cũng không ai nghe được đâu. Vừa nói, Trần Minh vừa đi chậm chậm đến gần. Hà Anh hoảng hốt. Tôi la lên thật đó, cha tôi mà biết là cha tôi giết anh đó.
Vậy thì la thử đi. Trần Minh lúc bấy giờ đã đến rất gần, tưởng đâu Hàn Anh sẽ bị anh hù cho sợ chết khiếp. Ngờ đâu cô ta đưa tay tán cho Trần Minh một bạt tai như trời giáng, làm cho anh say sẩm mặt mày. Trần Minh đưa ánh mắt đầy ấm ức, nói: Nè cô gái, cô cũng vô ơn quá rồi. Hôm trước là tôi cứu cô thoát chết đó, tôi chỉ giỡn một xíu thôi mà. Hà Anh nghe vậy có chút ngập ngừng. Cô không phủ nhận việc anh ta đã từng cứu mình. Là do anh trước mà, ai bảo anh giỡn làm gì, mà sao anh lại đến đây? Trần Minh cười cười: Tôi đến để hỏi cưới em đó, đồ ngốc. Nghe đến đây, Hà Anh rùng mình. Tôi với anh mới gặp, còn chưa biết gì về nhau, cứ với hỏi cái gì, tôi không chịu đâu, mời anh về cho. Thái độ Hà Anh quả quyết, Trần Minh đành buồn bã quay lại sảnh nhà trước, còn Hà Anh đang đỏ mặt như trái cà chua. Người đàn ông này thật đáng sợ, nhưng cảm giác hồi hộp lúc anh ta nói cưới mình là sao nhỉ? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Nghĩ tới đây, Hà Anh lại đỏ mặt hơn. Tại một góc khuất gần đó, có một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo cô. Người đó chính là Hà Thu. Cô ta căm hận nói: Hà Anh, mày đã cướp đi tình thương của cha đối với tao, bây giờ còn cướp luôn cả người đàn ông mà tao đã chọn. Anh Minh là của tao, vĩnh viễn là của tao, không ai có thể cướp được. Mắt Hà Thu sắc lạnh, cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười chứa đầy sát khí. Tại một ngôi nhà cũ kỹ, lão ông thầy đang mở nắp hũ sành ra. Ông ta nhỏ máu vào cái túi đen. Lạ thay, cái túi đó hút hết máu của ông ta nhỏ vào mà không để sót lại giọt nào. Thấy đã đủ, ông ta bỏ vào đó thêm một lá bùa, rồi cho cái túi đen vào hũ đậy nắp lại, dán lên nắp hũ thêm một lá bùa vàng rồi đặt lên tủ thờ. Vừa xong việc, bên ngoài có một người con gái bước vào. Cô ta đi vào tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống rồi nói: Chào ông có phải là thầy Mão không? Ông ta nhìn người con gái trước mặt. Cô ta chỉ đáng tuổi con ông, nhưng nhìn cách ăn mặc chắc hẳn là người giàu có. Nghĩ vậy, ông ta cười tươi nói: Ừ, đúng rồi, cô là ai? Đến đây tìm tôi có chuyện gì? Cô gái kia cười nhẹ một cái rồi trả lời: Ông không cần biết tôi là ai đâu, ông chỉ cần biết làm tốt việc tôi yêu cầu, ông sẽ nhận được số tiền lớn. Nói đến đây, cô ta lấy ra một xấp ngân phiếu. Ông chỉ cần làm theo những gì tôi nói, xong việc, số tiền này sẽ là của ông. Ông thầy thấy có nhiều tiền, liền sáng mắt lên gật đầu đồng ý. Cô gái kia cười lên đắc ý, rồi ghé sát tai ông ta thì thầm cái gì đó. Ông thầy nghe xong trợn mắt ngạc nhiên. Không ngờ, cô gái này còn nhỏ tuổi mà tâm địa lại ác nhân thất đức đến như vậy. Nhưng nhìn xấp ngân phiếu kia, ông ta lại nổi lòng tham. Thôi kệ, hại một người đổi lại được một số tiền lớn, ăn đến cuối đời thì có xá chi. Nghĩ tới đây, ông ta tiến đến một cái hộp gỗ đen, lấy ra một con hình nhân, dán tấm giấy đỏ ghi tên của một người và bị vô số kim đâm vào, đưa cho cô gái kia. Rồi dặn: Làm cho kính, để bị phát hiện là có nước đi đời nhà ma. Còn chuyện bùa yêu cứ giao cho tôi, cô chỉ cần chờ kết quả. Tôi biết rồi, ông cứ làm đúng như kế hoạch của tôi là được. Nếu tốt, tôi sẽ cân nhắc nhân số phiếu này lên gấp đôi. Nói rồi, cô ta cầm theo những gì ông thầy bùa đưa cho và rời đi. Ông thầy bên này nhìn sắc mặt của người kia mà đổ mồ hôi hột. Con gái khi yêu thật đáng sợ, đôi khi quỷ cũng không bằng. Tại Đinh phủ, sau cuộc trò chuyện giữa họ và Trần gia, ông Đinh lấy làm vui mừng lắm. Đột nhiên lúc này, có một người gia đình canh cổng chạy vào. Dạ thưa ông chủ, có một người tự nhận mình là thầy Pháp. Ông ta nói quanh phủ có luồng tà khí quay quanh, nên muốn xin vào gặp người. Ông Đinh rất tin chuyện tâm linh. Xưa nay,
ông hay mời thầy về cúng kiến, xem phong thủy để cầu lộc an nên làm ra. Giờ nghe có người xưng là thầy Pháp, lại nói nhà mình có tà vật, nên ông Đinh lộ rõ vẻ mặt lo lắng. Ồ, nhanh mời ông ấy vào. Người kia dạ một tiếng, rồi chạy ra cổng mời ông thầy vào trong. Ông thầy vừa gặp ông Đinh, mắt láo liên nhìn xung quanh, tay bấm bấm rồi nói giọng nghiêm trọng. Ông Đinh à, phủ ông có tà khí bao quanh đó. Theo tôi thấy là chính thứ này đã hại chết vợ ông. Có phải vợ ông đã mất cách đây 2 năm phải không? Nghe vậy, ông Đinh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Đúng rồi, vợ cả của tôi mất cách đây 2 năm. Thầy có cách nào giúp nhà tôi tìm ra thứ tà vật đó và hóa giải nó không? Tất nhiên là có. Tôi tìm đến đây là để giúp gia đình ông mà. Nói rồi, ông lấy ra một cái la bàn bát quái. Ông thầy nhỏ lên đó một giọt máu, rồi niệm chú. Cây kim trên la bàn liền quay liên tục, rồi chỉ về một hướng. Theo ta, tà vật ở bên này. Ông thầy dẫn hết thảy mọi người đi về hướng kim la bàn. Nó quay trái rồi quay phải liên tục. Cho đến phòng của Hà Anh thì nó dừng lại. Ông thầy lại nói, chính ở nơi đây, nhanh đi tìm tà vật ở bên trong. Đây là phòng con gái của ta mà. Cứ lục đi, ta dám đảm bảo tà vật ở trong này. Ông Đinh dù không muốn nhưng vẫn cho người lục soát. Bên này Hà Anh chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy mọi người xông vào lục khắp nơi phòng mình thì hoảng hốt chạy lại nói, mấy người đang làm gì phòng tôi vậy? Hà Thu không biết đã đứng đó quan sát từ bao giờ, thấy Hà Anh phản ứng, cô ta liền nói, mọi người đang tìm tà vật, em nên ngoan ngoãn tránh sang một bên cho mọi người tìm kiếm. Tà vật gì chứ? Trong phòng em làm sao có tà vật được? Mặc cho Hà Anh muốn nói gì thì nói, bên này gia đình vẫn tiếp tục lục soát. Lúc sau, gia đình tìm thấy một con hình nhân bằng vải, trên đó có dán một tờ giấy ghi tên của bà cả. Ông thầy lại bấm bấm tay thêm mấy cái nữa, rồi nhìn ông Đinh. Vợ lớn của ông đột ngột bị bệnh, mà dùng thuốc gì cũng không chữa được, đúng không? Dạ đúng rồi thầy, nhưng việc đó có liên quan gì không? Ông thầy đăm chiêu nói, bà cả là do ai đó dùng thứ tà vật này để yểm chết. Cái gì? Không lý nào là do con Hà Anh làm. Ông Đinh như không tin vào mắt mình. Ông không ngờ đứa con gái mà ông cho là ngoan ngoãn lại làm ra cái chuyện tày trời này. Ông vừa đau lòng vừa tức giận. Giữ cô ba lại, đem nhốt ra nhà củi chờ ta xử lý. Đám gia đình dân dạ rồi khống chế kéo Hà Anh đi. Bà Hương đang đi mua giải may đồ, nghe tin liền gấp gáp chạy về. Thấy con đang bị mấy tên gia đình kéo đi, bà liền gian xin chồng. Tôi xin ông á, con Hà Anh nó không làm ra mấy chuyện này đâu. Nó không làm, sao thứ đó lại có trong phòng nó? Bà Hương không biết phải biện minh như thế nào, bằng chứng rành rành, có 10 cái miệng cũng không chối được. Bà chỉ đành đau lòng nhìn con gái bị giải đi. Bà Hương căm phẫn đến tột cùng, bà tin con gái mình không làm ra những chuyện đó. Bà nhất định sẽ tìm được kẻ hại con bà. Xưa nay, Hà Thu vốn luôn kỹ và ghen ghét với con bà, có khi nào là nó không? Bà Hương nhớ lại, lúc sáng, gia đình của Trần Phủ qua hội cưới con mình, thái độ của Hà Thu khi đó có chút khác lạ. Hay là vì chuyện này, con Thu đã ra tay hãm hại Hà Anh hay không? Rất có thể chứ. Nếu thật sự là như vậy, thì đừng mong yên ổn được với bà. Bà sẽ làm sáng tỏ chuyện này, hãy đợi đấy. Ở một căn phòng khác, sau khi thấy Hà Anh đã bị lôi vào nhà kho, Hà Thu quay về phòng riêng của mình, nở một nụ cười nửa miệng. Cô ta nhớ lại, lúc mình từ nhà ông thầy quay về, liền lệnh cho đứa người hầu thân cận, nhân lúc không có ai, đem cái hình nhân bỏ vào phòng của Hà Anh. Mọi chuyện trót lọt, cô ta lập tức sai người đi báo cho ông thầy tiến hành theo kế hoạch của mình. Kết quả đúng là không làm cô ta thất vọng. Hà Thu thấy hả dạ trong lòng, chỉ còn một bước nữa thôi, bản thân sẽ thành vợ của Trần Minh. Mọi thứ của Hà Anh, cô ta đều muốn chiếm lấy. Nghĩ vậy, cô ta chợt cười lên ha hả một cách thâm độc.
Vừa qua ngày hôm sau, ông Trần một lần nữa dẫn con trai qua nhà. Lúc này, ông Đinh có hơi lo lắng vì Hà Anh đã bị ông nhốt trong nhà kho. Nhưng ông Trần đến đây là vì có chút thay đổi trong chuyện cưới hỏi lần trước. Ông Trần đi thẳng vào vấn đề. Chào ông. Hôm nay tôi qua đây là vì muốn thay đổi đến ước một chút. Chuyện là thằng con tôi nó muốn cưới cô Hà Thu làm vợ, chứ không phải cô Hà Anh. Ông Đinh có chút ngạc nhiên, còn phía bà Hương, nỗi hoài nghi trong lòng bà ngày càng lớn. Đối với ông Đinh, chuyện này có hơi bất ngờ. Nhưng thôi, không sao, cưới đứa nào cũng được. Miễn nhà xui vẫn là ông Trần, mọi thứ đều được chấp nhận. Ông Đinh gật đầu đồng ý, ông mời ông Trần uống trà, bàn chuyện một lúc, rồi ông Trần mới rời đi. Tin tức nhanh chóng đã lan truyền khắp phủ. Bà Hương vẫn còn nhớ cái ánh mắt của Trần Minh nhìn con bà một cách dịu dàng say đắm. Sao bây giờ lại lật mặt rồi? Những điều kỳ lạ này làm cho sự nghi ngờ của bà ngày càng mạnh mẽ. Bà cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt sắc lạnh, nhưng sau đó một nụ cười kỳ lạ nở ra trên môi bà. Đụng tới ai cũng được, nhưng đụng tới con tao thì tao sẽ không tha. Tại nhà kho, nơi mà Hà Anh bị nhốt, tối hôm qua đến nay không một ai mang thứ gì đến cho cô ăn. Hà Anh cũng không ngờ là cha mình lại bỏ đói mình thật. Nếu không nhờ có bà Hương lén lút bảo con Phấn mang bánh và nước đem đến, thì có lẽ cô đã không trụ được nữa. Vấn đề nối tiếp vấn đề, Hà Anh lại nghe phong phanh bên ngoài về việc Trần Minh đổi ý muốn cưới chị mình. Đáng lý ra, cô phải cảm thấy bình thường khi nghe cái tin này chứ. Nhưng sao cô lại cảm thấy lòng mình trĩu nặng? Một cảm giác man mác buồn như đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng vậy. Cô nhớ lại ánh mắt của anh ta, cái nhìn trìu mến. Bỗng nhiên, nước mắt của Hà Anh rơi xuống. Mình chỉ mới gặp anh ta có hai lần thôi. Nhưng tại sao trong trái tim cô lại có cảm giác này chứ? Mình đã yêu anh ta rồi ư? Yêu cái nét mặt thanh tú, yêu cái sự tử tế đó, yêu mọi thứ mà anh đã để lại trong tâm trí cô. Ở đây, bà Hương cho người theo dõi và biết được Hà Thu có qua lại với ông thầy hôm trước. Mọi thứ như đã được bà Hương đoán trúng. Bà cười nhẹ rồi đi tìm một ông thầy Pháp họ hàng xa của mình. Sau khi kể chi tiết mọi chuyện cho ông nghe, ông ta trầm ngâm nói: Rất có thể là cô ta đã nhờ ông thầy kia yểm bùa yêu lên người của cậu Minh. Muốn gỡ thì không dễ đâu. Thầy phải giúp con bé lấy lại trong sạch. Nó không làm ra chuyện này, nhưng bị người ta hại, giờ phải chịu khổ trong nhà kho. Được rồi, nhưng tốn một chút thời gian. Cầm cái này về và làm theo những gì tôi nói. Nói rồi, ông lẩm bẩm gì đó vào tai bà, sau đó đưa cho bà một gói màu đỏ nho nhỏ. Bà nhận lấy, gật gật đầu, rồi quay người trở về. Bên này, Trần Minh mấy ngày gần đây thường xuyên đến gặp Hà Thu. Cả hai đứa tình tứ cứ như một cặp uyên ương. Trần Minh cứ muốn dính lấy Hà Thu, không nỡ rời xa nửa bước. Cứ mỗi khi xa nhau, dù chỉ là thời gian ngắn, cũng khiến anh ta có cảm giác rạo rực, bức rất khó chịu trong người không thôi. Trong đầu lúc nào cũng có một giọng nói gian gian bên tai thúc giục anh ta tìm gặp Thu. Trần Minh chịu không nổi nữa, bèn nói với cha mình nhanh chóng đám cưới với Hà Thu. Ông Trần nghe vậy, sẵn tâm thế muốn có cháu nên đồng ý ngay. Hai bên gia đình quyết định 5 ngày sau sẽ cho hai đứa nhỏ đám cưới. Khi bà Hương nghe tin tức, nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Đúng ngay ngày cưới, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đàng hoàng. Bà Hương ngồi cạnh bên ông Đinh, không khỏi lộ vẻ lo lắng. Không biết là có thành công trong công việc giải bùa cho Trần Minh không? Bà Hương nhìn giáo giác, sau đó lấy gói bột của ông thầy Pháp hôm trước đưa cho mình. Nhân lúc không ai để ý, thoa vào lên tay. Bà nhìn Trần Minh, nói: Con à, lấy con gái mẹ về là phải yêu thương nó nha con. Minh với cặp mắt có phần vô hồn, nhìn qua bà Hương nhẹ gật đầu. Thời cơ đã đến,
bà phất tay quạt quạt, cố tình cho bột trên tay mình bay vào mặt Minh và đã thành công. Đến khi Trần Minh chuẩn bị vào giai đoạn quan trọng trong tiệc cưới, thì không hiểu sao, đầu óc điên đảo, anh ôm đầu la lên kinh hoàng. Mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi tất cả tập trung đến gần, Trần Minh đã không còn nhức đầu nữa. Bình tĩnh lại, Minh trở lại bình thường. Anh nhìn cảnh vật xung quanh và bộ đồ trên người mình, rồi hỏi: đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Thấy vậy, ông Đinh cất lời: Con nói cái gì vậy Minh? Hôm nay là đám cưới của con với Hà Thu đó. Cái gì? Tại sao con lại cưới Hà Thu chứ? Người con thương là Hà Anh, chứ không phải Hà Thu. Hà Thu thấy phản ứng kỳ lạ của Trần Minh, liền hỏi: Anh nói vậy là sao? Anh xin cha mẹ cưới em mà. Thời gian qua em với anh yêu nhau ai cũng biết mà. Không, tôi chưa từng yêu cô. Lúc này, bà Hương mới lên tiếng hỏi Hà Thu: Có phải mày đã hạ bồ yêu cho thằng Minh không? Nghe đến đây, tất thảy mọi người ai cũng ngạc nhiên. Bao nhiêu khách khứa đều đổ dồn ánh mắt dò xét nhìn Thu. Cô ta thấy tình hình hiện tại, biết chuyện mình bỏ bùa có khả năng đã bị bại lộ, nhưng vẫn cố cứng miệng biện hộ. Má nói gì vậy? Tôi biết má không thích tôi, nhưng đừng vì vậy mà đổ oan cho tôi. Nói có sách, mách có chứng chứ. Bà Hương gật gật đầu. Mày cứng miệng chứ gì, đợi đó đi. Nghĩ rồi, bà kêu người mời ông thầy họ hàng của mình đến và bắt cả lão thầy làm việc cho Thu đến. Trước đó, hai ông thầy đã đấu pháp với nhau một trận. Lão thầy làm việc cho Thu thua thảm hại, sau đó bị người của bà Hương bắt lại. Giờ phút này, ông ta bị giải đến đây để ba mặt một lời nói rõ ra chân tướng. Lúc thấy ông ta, mặt Hà Thu trở nên tái mét. Cô ta không ngờ kế hoạch mình lập ra bị bại lộ dễ dàng như vậy. Ông thầy khai nhận hết mọi chuyện, từ việc bỏ bùa Trần Minh và đổ oan cho Hà Anh là do Hà Thu sai bảo. Hà Thu nghe vậy thì tức lắm, nhưng chẳng làm gì được ông ta. Lão bây giờ cũng đã bị tổn hại nặng nề, chỉ muốn giữ mạng nên đành bán đứng Hà Anh. Biết được mọi chuyện, ông Đinh lên cơn đau tim. Không ngờ đứa con gái này của ông lại thâm độc đến như vậy, hại chính người nhà của mình. Trần Minh tâm trạng chẳng khá hơn, nghe Hà Anh bị nhốt trong nhà kho, liền tức tốc chạy đến. Trước khi đi, anh còn nói với Thu: Lòng dạ của cô có là rắn rết cũng không độc bằng. Nói rồi, anh chạy một mạch ra khỏi sảnh chính và đi đến nhà kho. Nhà kho bây giờ vẫn đang khóa. Trần Minh hét lên với người hầu: Nhanh mở cửa ra! Bà Hương cũng theo ra sau. Bà đưa chìa khóa vừa lấy được từ tay ông Đinh cho người hầu mở cửa. Hà Anh bên trong nghe động, liền cố gắng gượng đứng dậy. Lúc cánh cửa mở ra, thấy một bóng người cao to lao vào ôm chầm lấy mình. Hà Anh cũng kiệt quệ, người xanh xao đi sau mấy ngày chịu khổ. Ông Đinh dù có thương con, nhưng làm ra những chuyện động trời hại người trong nhà, ông phải phạt thật nặng. Hà Thu bị bỏ rơi lại, liền tức giận đuổi theo. Cô ta quyết có chết cũng không để hai người họ toại nguyện được ở bên nhau. Nhìn thấy cả hai người họ đang ôm nhau, Hà Thu như hóa điên. Cô ta lao vào, rút trong áo ra một con dao nhỏ, nhắm hướng Hà Anh đâm đến. Hà Thu hét lên: Trên đời này không ai có thể cướp được người đàn ông của tao. Chết đi con tiện nhân! Trần Minh thấy vậy, vội buông Hà Anh ra, chộp lấy con dao ghì lại. Hà Thu như bị điên, lao đến muốn đâm Hà Anh cho bằng được. Minh cố gắng giữ chặt đầu mũi dao trong tay đến chảy máu. Thu gào thét lên: Buông tôi ra, tôi phải giết chết nó! Mắt Thu đỏ lên và dùng giãy ngày một mạnh. Trong lúc giằng co, Trần Minh lỡ tay làm cô ta té xuống đất. Nhưng kinh khủng hơn là Hà Thu bị một cây sắt đâm phập xuyên bụng. Miệng Thu không ngừng ọc ra máu, mắt mở trừng trừng trong đau đớn. Cô ta cố gắng gằn từng chữ: Tao sẽ hóa thành quỷ để báo thù. Đời đời kiếp kiếp, Hà Anh, tao nguyện mày sẽ có một cái chết thê thảm.
Nói rồi, cô ta tắt thở, mắt mở trừng trừng. Ai nấy chứng kiến đều phải hoảng hốt kinh hoàng. Ông Đinh lên cơn đau tim lần hai khi chứng kiến cảnh Thu chết. Trần Minh cũng không ngờ chuyện lại ra nông nổi như thế này. Hà Anh cũng bất ngờ, tinh thần sốc tột độ. Hà Thu dù có không tốt, nhưng cũng là con gái của ông, nên ông Đinh tổ chức đám tang chôn cất cô ta đàng hoàng. Phần mộ được chôn cạnh bên vợ mình. Không ngờ ngày cưới lại thành ngày tang. Bà Hương quá tức giận vì Thu trước khi chết đã nguyền rủa con của bà, nên tối đó liền cho người bí mật đào một cuốc mã Thu lên. Bà Hương cầm lấy một cây kim được luồn chỉ đỏ rồi khâu miệng của Hà Thu lại. Này thì nguyền rủa này, tao khâu lại cho mày câm vĩnh viễn. Khâu xong, bà cho người chôn lại, trả về hiện trạng ban đầu của nó. Ánh mắt bà không khỏi hiện lên những tia máu. Sáng hôm sau, để chắc chắn Thu không về trả thù, bà Hương liền đi tìm ông thầy lúc trước giải bùa cho Trần Minh để nhờ ông ta trấn hồn của Thu lại. Ông thầy đồng ý, nhân lúc ông Đinh không có nhà, bà mời thầy về. Ngay khi gọi hồn thì phát hiện ra hồn của Thu vừa hóa quỷ đang ở nhà kho nơi cô ta chết. Hà Thu đã hóa quỷ, khó trấn yểm được. Thế nên ông thầy và quỷ hồn của Thu xảy ra một cuộc chiến kinh thiên động địa. Vì oán niệm quá mãnh liệt nên quỷ khí của Thu theo đó mà mạnh dần. Ông thầy phải dùng hết tu vi của mình để dùng phép tạo ra một ma trận, nhốt cô ta vào một cái hũ sành rồi dán một lá bùa lên đó, xong xuôi chôn xuống dưới đất. Để chắc chắn, ông còn để lên một viên đá lớn có yểm phép bằng máu của mình. Quỷ hồn của Hà Thu cứ như thế bị phong ấn và tồn tại hơn 100 năm cho đến tận bây giờ. Hà Anh sau đó vì trải qua quá nhiều chuyện và chứng kiến cảnh chị mình mất nên đâm ra bệnh nặng rồi mất. Còn Trần Minh, sau khi người mình thương qua đời, anh ta đem lòng tương tư dẫn đến ốm nặng cũng qua đời không lâu sau đó. Quay trở lại hiện tại, Hà Anh vừa được Nguyên cứu thoát chết, tinh thần bất an, thần trí không được bình tĩnh, miệng luôn lẩm nhẩm có quỷ. Vừa lúc đó, Vi đi vệ sinh xong và chạy ra, thấy Hà Anh nằm dưới đất, người ướt nhẹp, còn có Nguyên ngồi cạnh bên. Linh tính có chuyện không lành, Vi chạy nhanh đến hỏi. Mày làm sao vậy? Có chuyện gì? Hà Anh miệng vẫn không ngừng nói. Cô quỷ, cô quỷ. Quỷ ở đâu? Mày có sao không? Nhanh đưa nó vào nhà đi anh Nguyên. Nguyên vội bế Hà Anh lên đưa vào nhà. Vì thay đồ chăm sóc cho Hà Anh, bà ngoại thấy cháu mình như vậy thì lo lắng không kém. Hà Anh cứ như người mất hồn, mê sản suốt. Nghe Nguyên kể lại tình hình, luôn thấy Hà Anh dưới hồ sen, bà chợt thấy lòng đầy bất an, bèn nói. Vì à, con ở nhà chăm sóc cho Hà Anh, bà đi công chuyện một lát về ngay. Còn Nguyên, con ở lại trông giúp bà, nếu con Hà Anh có chuyện gì thì gọi cho bà ngay. Sau đó, bà kêu người làm lái xe chở mình đi đâu đó. Nhà bà rộng nên có thuê người làm giường và giúp việc. Trước khi đi, bà căn dặn họ phụ trông chừng Hà Anh giúp bà. Bà ngoại Hà Anh đến nhà của một bà thầy đồng để xem bói. Cái chết của chồng bà đã khiến bà có chút hoài nghi. Vì khi xưa, mẹ chồng của bà có nói sơ về căn nhà kho đó cho bà biết, rằng trong nhà kho đó có tà linh bị trấn yểm. Dù có bất cứ chuyện gì cũng không đến gần khu vực đó. Nhưng do sống mấy chục năm rồi chẳng thấy chuyện gì xảy ra, nên ai ai cũng dần quên đi lời căn dặn ấy. Đến khi chồng mất, bà mới nhớ lại và nghi ngờ cái chết của ông ấy có liên quan tới tâm linh. Bây giờ, cháu của mình trở nên bất thường, nên bà phải đi coi thầy xem chuyện gì đang xảy ra trên mảnh đất nhà bà. Bà đồng này cũng là chỗ quen biết với ngoại của Hà Anh. Hai người gặp nhau chẳng vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề chính. Bà đồng phán.
nhà bà đang có quỷ ngự, con quỷ này mạnh lắm. Cái chết của ông chồng bà là do nó gây ra. Cháu gái bà cũng đang bị nó làm hại. Nghe tới đây, bà ngoại Hà Anh lo lắng, lốn cuốn chẳng biết làm sao. Bà lắp bắp hỏi, bà có cách nào giúp cho nhà tôi không? Xin hãy giúp gia đình tôi. Bà Đồng lắc đầu, vẻ mặt bất lực. Không phải bà không muốn giúp, chỉ là bà lực bất tòng tâm. Bà Đồng nói, năng lực của tôi có hạn, con quỷ này rất mạnh, chỉ thầy pháp cao tay mới giúp được. Nhưng tôi nhìn thấy được, sắp tới sẽ có cao nhân đến giúp cho gia đình bà, nên yên tâm đi. Tạm thời tôi sẽ đưa cho bà lá bùa, nhớ giữ bên mình, nó sẽ bảo vệ cho mọi người trong lúc nguy cấp. Bà ngoại Hà Anh nhận lấy, nét mặt lo lắng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của người đàn bà tuổi đã qua 60. Bà vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cái chết của chồng, tuy ngoài mặt tỏ ra cứng rắn, nhưng sâu trong nội tâm, bà là người đau buồn nhất. Bà nhận lấy ba lá bùa rồi ra về. Đến nhà, Hà Anh bây giờ mới có chút tỉnh táo. Nguyên đã xin phép về. Nhà bây giờ chỉ còn lại ba bà cháu. Vi về đây chơi vài lần, giữa họ chẳng có gì xa lạ. Lúc này, ba bà cháu ngồi trong phòng Hà Anh. Bà ngoại mới đưa cho cháu mình và Vi mỗi người một lá bùa. Cả hai nhận lấy và nghe theo lời căn dặn của bà. Bà ngoại Hà Anh không nói rõ mọi chuyện cho cả hai biết vì không muốn làm họ sợ. Bà nói, vài hôm nữa, hai con trở về thành phố đi. Ngoại ở đây một mình được, bay lên đó còn lo học hành. Bà nói như vậy là vì lo lắng Hà Anh và Vi ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm. Bà già rồi, nếu có mệnh hệ gì cũng không sao. Lỡ như hai người họ ở lại, chẳng may gặp bất trắc gì, bà không biết phải sống sao. Hà Anh nghe bà nói vậy, dù người vẫn còn đang yếu ớt, nhưng vẫn cố nói. Sao tự dưng ngoại lại kêu tụi con lên thành phố? Con ở đây làm 49 ngày xong cho ông ngoại, rồi con lên cũng được mà. Bà ngoại nhất quyết không chịu. Không được, hai đứa lên thành phố luôn đi. Thấy bà kiên định, Hà Anh không cãi lời được nên đồng ý. Sau khi khỏe lại sẽ về thành phố. Nhưng chỉ vừa tính chưa kịp thực hiện thì tối hôm đó lại có biến xảy ra. Hà Anh đang trong cơn say giấc thì một giọng nói âm vang cất lên. Hà Vi à, tao chết thảm quá. Giọng nói đó cứ vang vọng trong đầu của Hà Anh, làm cô giật mình tỉnh dậy. Hà Anh thở hồng hộc. Thời tiết không nóng, nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con từ đâu chảy hết trên mặt cô. Hà Anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người phát ra giọng nói kia, nhưng không thấy ai. Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, tay đập đập vào ngực. Chắc là nằm chiêm bao thôi. Nghĩ đến đó, cô lại bình tĩnh nằm xuống. Vừa nhắm mắt lại thì lại nghe có tiếng gọi. Hà Anh, sao mày giật chồng tao? Hà Anh mở mắt, ngồi bật dậy nhìn xung quanh, miệng không tự chủ mà thốt lên. Ai vậy? Là ai? Không có ai và cũng không có tiếng đáp lời. Hà Anh lúc này cảm thấy sợ hãi, nhớ lại con quỷ ở dưới hồ hôm trước. Cô liền lay lay người bạn, nhưng Vi ngủ như chết. Cô có lay mạnh cỡ nào, Vi cũng không có phản ứng. Tâm trạng Hà Anh lúc này sợ đến tột cùng. Vừa nghĩ đến đây thì Vi đột nhiên ngồi bật dậy, tóc tai bù xù che đi một phần gương mặt. Quá bất ngờ làm cho Hà Anh cũng phải giật bắn người. Cô nhìn Vi định hỏi gì đó nhưng liền cứng người. Vi từ từ vén mái tóc rối kia ra, lộ rõ một khuôn mặt kinh dị đến đáng sợ. Nó xanh lè tái mét, miệng nở ra một nụ cười rộng đến sát mang tai. Hồn vía của Hà Anh lúc này dường như đã bay thẳng lên nóc nhà. Miệng cô há hốc, không thể nói thành lời và cũng chẳng thể cử động. Cái khuôn diện ghê rợn kia tiến sát lại mặt của cô, miệng vừa cười vừa mấp máy nói. Đã tới lúc mày trả nợ cho tao rồi, Hà Anh à. Nữ quỷ há họng, lộ ra hàm răng nhọn quắc sắc bén vô cùng. Nó lao đến muốn cắn vào cổ của Hà Anh, nhưng vừa chạm vào người cô thì giật bắn ra xa. Tấm bùa trong người cô bỗng nhiên phát sáng, chiếu đến người nữ quỷ. Nữ quỷ thấy nguy thì liền rút lui.
Nó vừa mới phát phong ấn nên vẫn còn yếu, không thể manh động được. Hà Anh sợ quá nên cũng ngất xỉu đi. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy nhờ vào tiếng gọi của Vi. Hà Anh mở mắt yếu ớt, nhìn qua thì thấy con nhỏ bạn thân và bà ngoại đang ngồi cạnh bên với vẻ mặt lo lắng. Bà ngoại thấy cô thức thì hỏi: "Con có sao không? Ngủ nằm mơ thấy gì mà la dữ vậy, làm ngoại với con Vi lo muốn chết." Hà Anh loạng choạng nhớ lại đêm hôm qua, liền kể lại cho ngoại nghe. Ngoại nghe xong lại càng lo lắng hơn. Bà lấy lá bùa từ trong người Hà Anh ra xem thì đã thấy nó từ màu vàng chuyển sang màu đen. Vi cũng lên tiếng nói: "Đêm qua tao vẫn ngủ bên cạnh mày, mà sao tao lại biến thành ma được chứ? Lúc nửa đêm nghe mày hét lớn, tay chân quơ loạn xạ nên tao dậy xem thử thì thấy mày mê man." Nghe vậy, Hà Anh chỉ biết lắc đầu. Cô cũng không biết là mình đang mơ hay đó là thật. Cô chỉ thấy lúc đó sợ hãi lắm. Cảm giác ấy vẫn còn đến tận bây giờ. Mọi chuyện đã bắt đầu phức tạp. Bà ngoại Hà Anh định nói gì đó, chợt bên ngoài có người chạy vào gấp rút nói: "Bà ơi!" Là anh làm giường cho nhà bà. Thấy anh ta hốt hoảng không nói được rõ câu thì bà hỏi: "Chuyện gì mà mày gấp gáp vậy?" "Dạ bà ơi, con Lan nấu bếp chết rồi." Bà ngoại giật mình: Cái gì? Bà mới thấy nó còn lăn xăng nấu nướng hôm qua mà. Đêm hôm còn vui mừng vì nhận được lương, sao lại chết?" "Con không biết, bà theo con." Anh làm giường níu tay bà dẫn ra nhà sau. Hà Anh và Vi thấy tò mò nên cũng đi theo xem tình hình. Và đúng như lời anh ta nói, cô người ở phụ trách việc nấu nướng cơm nước cho nhà bà đã tắt thở chết ở gần nhà kho. Người nó xanh xao giống như bị mất máu vậy. Bà loạng choạng như muốn xỉu, may là có Vi đỡ lại. Rồi thì cảnh sát cũng nhanh chóng vào cuộc. Họ khám nghiệm tử thi và xác định Lan vì mất máu mà chết. Nhưng tại hiện trường lại không thấy có máu chảy, cũng không thấy trên người cô ấy có vết thương nào. Cái chết này có nhiều điều chưa giải thích được nên cần điều tra thêm. Riêng cả nhà Hà Anh, hết thảy đều có một suy nghĩ rằng mọi chuyện đều là do nữ quỷ kia gây ra. Phải nhanh chóng tìm được thầy pháp cao tay về giúp, nếu không thì e là cả nhà này đều sẽ bị nó giết sạch. Bà ngoại sau cái chết của Lan thì lại càng thúc giục cô về Sài Gòn nhanh hơn. "Bay nhanh về Sài Gòn đi, ở đây không có tốt đâu." Hà Anh hiểu bà sợ mình gặp chuyện nên mới thúc giục cô về thành phố. Cô kiên quyết nói: "Không, con không thể bỏ ngoại lại nơi này được. Với lại con nữ quỷ kia đã muốn giết con thì con có chạy tới chân trời góc bể cũng không thoát được đâu." Hà Anh thuyết phục mãi, bà cũng đành bấm bụng mà đồng ý cho cô ở lại. Bà thấy cô nói cũng đúng. Nếu cái thứ ma quỷ kia đã muốn hại ai thì cho dù có đi đâu nó cũng tìm tới. Giờ đây bà cảm thấy lo lắng bất an vô cùng. Không biết rồi mọi chuyện sẽ còn kinh khủng tới mức nào nữa đây. Ngày qua ngày, lại có thêm một người chết. Cái chết giống như Lan, mất máu mà chết. Những người làm cho nhà ngoại của Hà Anh sợ quá nên xin nghỉ hết. Chỉ còn có ba bà cháu lủi thủi trong nhà. Những cái chết ấy là do nữ quỷ gây ra. Sau lần gây tai nạn cho Hà Anh ở quê của Vi thì ả bị chiếc giọng của Hà Anh làm cho bị tổn hại quỷ thể. Đêm hôm trước, ả lại tìm đến báo thù, nhưng bị bùa trong người Hà Anh một lần nữa đánh cho bị thương, quỷ lực dần yếu đi, nên sau đó ả đã tìm người giết họ và hấp thụ máu để tăng quỷ lực. Cô ta biết hiện tại Hà Anh đang có bùa bảo vệ nên không thể ra tay. Chờ cô ta lấy lại quỷ lực, đợi thời cơ sẽ ra tay lần nữa. Nữ quỷ ở trong nhà kho, ánh mắt đỏ như máu nhìn về hướng nhà chính, giọng gằn lên: "Mày cứ đợi đó đi." Hôm sau, ba bà cháu đang ngồi trong nhà với sự thấp thỏm,
chợt có người đi vào gọi. Cho hỏi có ai ở nhà không? Tất cả nhìn ra, thấy đó là một ông lão tầm 70 tuổi, tóc đã bạc, nhưng đi đứng nhanh nhẹn còn khỏe lắm. Hà Anh ngờ ngỡ thấy ông lão này hơi quen mắt. Bà ngoại nghe có người hỏi, liền đi ra đáp. Có người ở nhà, mà cho hỏi ông đây là ai? Ông lão kia vuốt vuốt hàm râu cười cười. Nguyên từ đâu cũng đi vào. Mấy ngày nay, anh vẫn thường xuyên qua thăm mọi người. Lúc nhà xảy ra hai cái chết kỳ lạ, anh có qua phụ giúp lo việc, nhưng anh còn có công việc của mình, nên không thể ở lại với ba bà cháu 24/24. Hôm nay, anh xin nghỉ phép với cơ quan dạy hôn để qua với ba bà cháu Hà Anh. Dù sao, người làm đã nghỉ hết. Giờ chỉ có ba người phụ nữ chân yếu tay mềm ở nhà, nên anh cũng không yên tâm. Đoạn Nguyên đi vào, vừa lúc gặp ông lão tóc trắng kia, bèn hỏi. Ông là ai vậy à? Ông lão cười cười rồi nói. Ta đến để giúp cậu và gia đình này. Nguyên có chút nghi hoặc, sao lại nói là giúp cậu? Bà ngoại Hà An nghe ông ấy nói thế, liền nghĩ ngay đến lời bà Đồng nói khi trước. Bà ngoại liền nói. Ông có phải thầy Pháp không? Ông lão gật gật đầu. Bà ngoại mừng như bắt được vàng, vội vã mời ông ấy vào nhà. Hà Anh lúc này ồ lên một tiếng, cô hỏi. Có phải là ông lão bán đồ lưu niệm ở chùa lần trước cháu gặp không ạ? Nghe vậy, ông không đáp lời, chỉ vuốt hàm râu trắng dài như cước của mình, gật gật đầu tỏ vẻ thâm thúy. Ông ấy không vòng vo nữa, mà nói thẳng vào việc chính. Mục đích tôi đến đây là vì nhìn thấy cơ duyên với cô bé Hà Anh này và cả cậu Nguyên nữa. Lần trước khi gặp ở chùa, tôi đã nhận ra kiếp nạn của cả hai liên quan đến kiếp trước. Và đây cũng coi như là cơ duyên của chúng ta, nên tôi mới tìm đến đây để giúp. Có phải gần đây, Hà Anh gặp phải chuyện xém mất mạng vì nhìn thấy một nữ quỷ phải không? Nghe vậy, bà ngoại Hà Anh vui mừng nói. Dạ, đúng rồi thưa thầy, xin thầy ra tay giúp đỡ cho cháu cũng như gia đình chúng tôi. Ông thầy gật đầu rồi đứng dậy gọi mọi người đi theo mình. Tất cả theo tôi. Mọi người tất thảy đứng lên đi theo ông ấy. Ông thầy đi thẳng về hướng nhà kho. Những người còn lại không khỏi tò mò, sao ông ấy lại rành rọt đường đi ở đây như vậy. Đoạn đến nhà kho, ông thầy chỉ cần đọc lẩm nhẩm gì đó, cánh cửa đã tự mở ra. Từ hôm ông ngoại Hà Anh mất, cửa nhà kho vẫn để dậy không khóa lại. Cánh cửa mở ra, chút ánh sáng bên ngoài hát vào cũng không đủ soi sáng mọi vật bên trong. Ông thầy đi vào trước, ông cứ thế đi một mạch đến cuối nhà kho, nơi sâu hút không có chút ánh sáng nào lọt vào. Nguyên cũng theo sau, tiếp đó là ba bà cháu Hà Anh. Ai nấy đều mang theo một sự hồi hộp và thấp thỏm. Ông thầy dừng lại, tất cả phía sau cũng đều dừng lại. Họ chỉ thấy một bóng đỏ hiện ra, sau đó nhìn rõ là một người cô gái mặc đồ đỏ. Nữ quỷ quay phát đầu nhìn bọn họ, gầm lên. Chúng mày dám tìm thầy Pháp đến để bắt tao? Được lắm, chết hết đi, tao sẽ cho chúng mày đi theo thằng già kia. Thằng già mà nữ quỷ nói đó là ông ngoại của Hà Anh. Cái chết của ông là do nữ quỷ gây ra. Sau 100 năm bị phong ấn, kết giới trấn yểm theo thời gian dần yếu đi. Quán niệm của nữ quỷ Hà Thu ngày càng mạnh mẽ, nên khi nhận thấy thời cơ để thoát ra trấn yểm đã đến, nữ quỷ liền dùng quỷ lực câu dẫn hồn phách của ngoại Hà Anh, khiến ông không khống chế bản thân mà như kẻ vô hồn đi đến nơi nữ quỷ bị phong ấn, sau đó giết ông ấy, hấp thụ lấy máu để giải trấn yểm. Nữ quỷ Hà Thu chọn đối tượng là ông ngoại của Hà Anh, vì trước khi chính thức trả thù Hà Anh, cô ta muốn những người thân xung quanh của cô cũng phải chết hết mới cam lòng. Vừa nói xong, quỷ nữ tung một đòn quỷ lực đến, nhưng bị ông thầy ném một lá bùa cản lại. Quỷ lực bị cản, làm nữ quỷ lùi về sau mấy bước. Sau đó, ông ta không nói không rằng, độc chú phóng thêm một lá bùa nữa tới. Nữ quỷ bị thu vào trong. Xong xuôi, ông quay lại nói với tất cả mọi người. Quỷ nữ này, tôi sẽ thu về khuyên giải. Nếu vẫn không tỉnh ngộ, tôi sẽ đánh hồn bay phách tán. Giờ mọi chuyện đã xong, mọi người có thể yên tâm. Bà ngoại cảm ơn thầy,
mời ông ở lại dùng bữa. Sau đó ông tạm biệt mọi người. Trước khi đi còn nói với Nguyên và Hà Anh. Cả hai có mối nhân duyên từ kiếp trước nhưng lỡ dở, kiếp này hãy trân trọng. Thời gian sau, Hà Anh và Vi quay về thành phố học. Nguyên và Hà Anh vẫn giữ liên lạc. Sau khi tốt nghiệp, cả hai cưới nhau và sống bên nhau hạnh phúc. Còn nữ quỷ vẫn cố chấp, không muốn buông bỏ oán hận và chấp niệm của mình, nên bị ông thầy đánh cho hồn bay phách tán. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.